tiết lộ về năm bảo vật quốc gia trong bảo tàng đất mỏ. Mới đây, ngày 15 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 88, quyết định thị trường công nhận thêm 3 bảo vật quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, tính thời điểm hiện tại, thì tỉnh Quảng Ninh có tất cả năm bảo vật quốc gia là hộp vàng ngọa vân, bình gốm đầu rằm, chống đồng quảng chính, thống đồng thời trần và mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu, tất cả đều được lưu giữ tại bảo tàng Quảng Ninh năm bảo vật quý giá. Giám đốc bảo tàng Quảng Ninh Kiều Đinh Sơn cho biết, cả năm hiện vật nói trên đều được lựa chọn ra trong số trên 60.000 hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng Quảng Ninh. Đây là các hiện vật gốc, độc bản, tồn tại nguyên vẹn mà cho đến nay chưa một cá nhân hay địa phương nào ở Việt Nam phát hiện. Lưu giữ được hiện vật tương tự, các hiện vật có hình dáng độc đáo, hoa văn trang trí tinh xảo, bố cục chặt chẽ có giá trị đặc biệt về khoa học lịch sử. Chống đồng Quảng Chính là hiện vật bằng kim loại có niên đại khoảng thế kỷ 32 trước công, nguyên, hiện vật, được phát hiện, tại xã Quảng Chính, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, được các nhà nghiên cứu xếp vào loại 4 nhóm A trong hệ thống phân loại chống đồng Đông Sơn, chống có bố cục hoa văn độc đáo với ngôi sao 6 cánh, và hình tượng chim hạc bay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đây là chống đồng duy nhất đến thời điểm hiện nay, được phát hiện, tại Quảng Ninh, Minh chứng cho việc khẳng định chủ quyền về quốc gia, lãnh thổ và văn hóa của vùng đất phên dậu tổ quốc. Còn đối với thống đồng là hiện vật bằng kim loại, có niên đại khoảng thế kỷ 13-14, là vật dụng lễ khí tế khí sử dụng trong các hoạt động nghi lễ tế lễ của đời sống cung đình, miếu, đường thời trần. Đây là hiện vật có hình thức độc đáo, hoa văn trang trí điển hình văn hóa nhà trần và là tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Mâm bồng gốm men vẽ nhiều, màu là hiện vật bằng gốm, có niên đại khoảng thế kỷ 15 được sử dụng để đặt các lễ vật trong các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là hiện vật có hình thức độc đáo với phần trên mặt trong. Và ngoài hiện vật, được trang trí 42 cánh sen tạo tổ hợp các giải băng hoa sen đơn. Và kép với các lớp so le giống hình một bông hoa sen, đang nở rộ, hiện vật là một tác phẩm nghệ thuật nổi trội về giá trị thẩm mỹ. Khẳng định bước phát triển đột biến trong kỹ thuật mỹ thuật của người thợ gốm. Bình gốm đầu rằm với tất cả các biểu hiện hình dáng hoa văn trang trí cũng như những tư tưởng về thế giới quan triết học tư duy hình học đối xứng là một tác phẩm kỹ mỹ thuật đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của cộng đồng cư dân tiến xuống biển từ di tích đầu rằm có thể đặt nền tảng cho nghiên cứu văn hóa tràng canh đó chính là cơ sở để tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử quảng ninh nói riêng và lịch sử khu vực duyên hải đông bắc nói chung trong giai đoạn sơ kỳ thời đại đồng thau bình gốm đầu rằm được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật gốm tiền sơ sử việt nam là một trong những biểu tượng cho đỉnh cao kỹ mỹ nghệ sản xuất gốm phùng nguyên. Việc phát hiện hộp và ngọa vân yên tử trên con đường hành hương lên am ngọa vân, nơi vua Trần hóa Phật, góp tư liệu quan trọng vào nhận thức về di tích am ngọa vân thánh địa của thiền phái Trúc Lâm nói riêng, và di tích ngọa vân nói chung, qua kỹ thuật chế tác các họa tiết hoa văn, thể hiện giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng. Và mỹ thuật là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao trong sự phát triển mỹ thuật của thời Trần. Theo quyết định thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của chủ tịch áp nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia người đứng đầu ngành tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa sẽ có thêm bảo vật quốc gia những năm gần đây tỉnh quảng ninh đã quan tâm tạo điều kiện để bảo tàng quảng ninh có thể siêu tầm một số hiện vật độc đáo có giá trị lịch sử gắn với quảng ninh để trưng bày bổ sung cho các không gian bảo tàng vì vậy ngoài năm hiện vật đã được công nhận bảo vật quốc gia kể trên bảo tàng quảng ninh và một số địa phương trên địa bàn vẫn còn một số hiện vật quý hiếm có thể tiếp tục lập hồ sơ đề xuất công nhận bảo vật quốc gia trong thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục đề xuất công nhận các bảo vật quốc gia thì câu chuyện quảng bá bảo tồn phát huy giá trị hậu công nhận bảo vật quốc gia luôn là điểm thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học những người yêu mến cổ vật cũng như công chúng ông ninh kiều sơn cho biết thêm việc bảo vệ Phát huy giá trị hiện vật không phải là sau khi được công nhận bảo vật quốc gia thì mới quan tâm thực hiện. Công việc này phải làm thường xuyên, liên tục thông qua việc trưng bày, giới thiệu hiện vật tại các không gian của bảo tàng, trưng bày triển lãm lưu động thông qua giới thiệu hình ảnh, tư liệu. Thời gian tới, bảo tàng Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tập hợp tư liệu để in sách dạng sổ tay, các tờ rơi, tập gấp giới thiệu hình ảnh, giá trị của các bảo vật quốc gia, song song với đó, bảo tàng cũng đang nghiên cứu đặt làm các chế bản hiện vật bằng các chất liệu khác nhau có gắn logo bảo tàng quảng ninh để làm quà tặng quà lưu niệm phục vụ du khách hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại